Lỡ hái hoa bị ngạn, cô gái Việt liên tục gặp ác mộng khi thấy có người cố ý hãm hại. Lời nguyền về loài hoa thực sự tâm linh. Không còn là truyền thuyết hay trào lưu đồn thổi trên mạng xã hội, ý nghĩa loài hoa bị ngạn đỏ, hồi ức đau thương thực sự đã để lại lời nguyền ứng nghiệm lên một cô gái Việt khi mới đây, người này vì đã lỡ hái hoa bị ngạn ở Nhật, suýt thì thân tàn ma dại. Sau đó thì bạn cũng ngắt một bông hoa bị ngạn ở đó về phòng cắm chơi. Sau đó được bạn bè là cũng khuyên bỏ đi. Nhưng được một thời gian sau thì bạn nằm mơ. Chủ video kể lại câu chuyện tâm linh về một cô gái Việt ở Kyoto. Nhân một ngày ra suối bắt cá, bạn nữ đã tiện tay ngắt nhành hoa bị ngạn đỏ về chân trong phòng. Nhiều bạn bè khuyên cô nên bỏ đi vì hoa bị ngạn biểu thị sự chết chóc, chia ly không may mắn. Trùng hợp đến khó tin, ngay sau đó cô gái liên tục gặp ác mộng kinh hoàng. Bạn nằm mơ thì bạn ấy thấy rằng bạn ra bờ sông và gặp một cái nó trôi sông. Thì bạn mới nghĩ rằng đấy là một con ma nước canh. Thì bạn mới tóm tóc bạn lôi vào. Và khi bạn lật ngửa lên thì cái hình ma nước canh đấy là người chứ không phải là... Thấy một vong hồn không rõ người hay ma đang mở mắt nhìn trừng trừng, cô gái giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là giấc mơ. Tưởng không có gì nghiêm trọng cho đến vài hôm sau, cô lại mơ được một giấc mơ kỳ lạ đến rợn người. Bạn nằm mơ là có một người con gái ngồi xõa tóc, ngồi ở dưới chân giường của bạn ấy và bạn choàng tỉnh dậy. Thì lại thấy rằng là đấy là cái áo của bạn ấy treo ở đấy thôi. Còn đầu, tóc, chân tay các thứ là có thể là bạn ấy hình dung ra. Nghĩ rằng mệt mỏi đâm ra hoang tưởng, nhưng kinh dị lại nối tiếp kinh dị. Thế thì bạn ấy cứ nằm nó nhìn cái người đó và bà ấy xịt cái con chó này nhảy vào đấy. Và bạn ấy hoảng sợ, bạn ấy trong giấc mơ bạn nhớ đấy, bữa bạn cầm con chó đấy. Và bạn ấy la hét và choàng tỉnh lại. Nhưng cái lạ ở đây này là khi anh em ta nằm mơ mà giật mình tỉnh dậy thì bao giờ cũng nằm trên giường đúng không? Nhưng bạn này tỉnh dậy với một tư thế đang đứng, cái áo của bạn ấy đến nỗi nó rách nát ra. Từ sau khi có sự xuất hiện của bông hoa bị ngạn trong phòng, cô gái thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng và không được tỉnh táo. Nghĩ rằng có phong theo và ám chỉ điều gì đó qua bông bị ngạn đỏ, cô gái đã chia sẻ lên mạng và hy vọng được giải cứu. Ly kỳ hơn cả phim ma, đến khán giả khi nghe câu chuyện này được thuật lại qua lời kể của người đàn ông cũng nổi da gà và dựng tóc gáy. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé!